Ok, chúng ta sẽ đến với đối thủ Đan Mạch rồi. Mình sẽ đánh CC lên. Biến Dragon. Này làm nào? Ăn luôn thôi chứ còn gì nữa. Lên tốt đấy. Ok, đổi mã đi. Chúng ta sẽ để con mã đây rất nguy hiểm. Vì mã có thể tấn công và tốt ở ép trong trường hợp và đen sẽ trắng đưa hậu lên. À. Lại chơi kiểu đấy à. Phen nhỉ. Chiếu phát đi. Lên đấy. Thôi, cứ rút đi. Cũng lên mã. Ủa, nhập phát cho an toàn. Cũng nhập. Đánh như chết thành công vậy. Ra xe. Đây, mình sẽ tấn công tốt này. Cuốn tốt trung tâm, cuốn tốt yếu. Ra xe đây cũng là để tấn công vào tốt này. Chiếu trước cái không ăn nhỉ. Chiếu trước cái không ăn xe lên. Ok. Rồi, bây giờ tượng chạy thì mình sẽ đổi hậu luôn. Chạy hậu. Có lẽ để đưa xe vào. À, lên tượng đuổi hậu. Chạy đâu đây? Đây, còn mũi nước ra đây. Rồi, lùi tiếp. Lên đấy. Đuổi không? Con tượng này mình sẽ để phòng thủ, lùi về F8. Còn đâu mình sẽ tấn công với
Hậu và đuôi xe. Ra đuôi hậu. Nhìn thì có vẻ như là muốn tấn công tốt này nhưng mà thực chất thì không phải. Ok, lên tốt để lấy đường cho vua chui lên kìa. Làm gì thì tính sau. Hay giờ. Thôi, đổi xe đi. Mình còn 1 phút nữa. Đổi nút tượng. Đổi nút hậu đi. Ha, đẹp luôn. Lên vua phát mình sẽ ăn tốt chiếu ngay. Không lên. 46 giây. Lên vua không? Không dám lên rồi. Bình tĩnh thôi. Không đi đâu phải vội. 40 giây cho xét thành công. Rồi, mỗi lần mình sẽ dấn thêm một tí. Không có chiếu trước gì cả. Không có chiếu trước gì cả. Rồi, cao thủ Đan Mạch đã phải chịu thất thủ. Hơn quá nhiều tốt. Biết sai lầm và này là gì nhỉ? À, trắng để mất một tốt lúc chung cuộc. Vậy là sẽ thành công đã chiến thắng.